thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Chuyện thị phi ngày nào cũng có, nghe hay không là chuyện mỗi người. Viên kẹo hay hòn đá là do người mang đến, nhận và giữ là do ta, không phải do người khác quyết định. Khi tâm tánh dễ sân hận, tập khí nóng nảy, ta gom những hòn đá ấy vào trong lòng, chờ cơ hội để trả thù. Phải chăng chính ta tự biến mình thành một người phản diện trong chính vở kịch của cuộc đời chính ta? Chào các bạn trở lại, Hải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Một người mẹ hy sinh mọi thứ vì con, bỏ lại một người con lớn, bỏ lại công việc và người thân khác để cùng con gái nhỏ đến thành phố mới, chỉ mong rằng đứa con sắp trưởng thành của mình có được môi trường mới tốt hơn cho chính nó và cho con cháu của mình. Đến thành phố mới chưa được một năm, người con gái của cô vừa đi học vừa đi làm thêm, nhờ vậy có thu nhập ổn định. Ở cái tuổi thích tự do và thích nổi loạn, thiếu sự suy xét trước sau, người con gái ấy đã quyết định ra sống riêng, không sống cùng mẹ. Và dĩ nhiên người mẹ vừa giận vừa phiền não. Không chỉ có tình thân làm phiền não, lao nhọc trong công việc, lao nhọc trong kiếm tiền mưu sinh, phát sinh trong các mối quan hệ và vô số những chướng ngại khác. Đã bao người mong muốn từ miền quê lên thành phố lớn, từ nước ta ra nước ngoài sinh sống, mong mỏi có được môi trường tốt hơn cho con cái và cho chính mình. Gần đây hai anh chị ngoài 50 ở quận 7 tham vấn Khải Toàn về vận hạn năm tới. Điều anh chị mong mỏi là cả nhà xuất ngoại, mong muốn mua được một ngôi nhà bên ấy để cho hai cậu con trai được đi học và sinh sống tại Mỹ. Trong mệnh lý nếu có dịch mã là người có thể đi xa hay xa quê hương. Mệnh không có nhưng thời vận 10 năm hoặc 1 năm có thể xảy ra. Ngoài ra có thể áp dụng vài mẹo phong thủy rất đơn giản trong chính ngôi nhà đang sống, vẫn tăng khả năng dịch mã ấy, tức khả năng đi xa thay đổi chỗ ở. Dù bạn từ vùng quê lên thành phố, dù bạn được ra nước ngoài sinh sống, dù con cái được học ở trường tốt, liệu những việc ấy có phải là điều tốt lành như xưa kia bạn hằng mong ước? Khi đạt được những mong cầu xưa kia, giờ đây lại phiền não với chính những mong cầu ấy, là vì sao? Chẳng phải nên vui mừng thay vì phiền não? Chúng ta vốn thường bị sáu thức lừa dối, sáu thức bị chi phối bởi sáu trần: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trong đó ý thức sinh vọng tưởng, tưởng những điều không có thật. Dù bạn đến vùng mới hay ra nước ngoài, dù con cái có thành đạt hay thất bại, những việc xảy ra chúng không hề nói rằng chúng tốt hay xấu, tất cả là do ta vọng tưởng. Những ngày đầu mong chờ tin mình được xuất ngoại, luôn hy vọng rằng qua bên ấy mọi việc sẽ tốt đẹp, chính ý thức của ta tự huyễn hoặc ta. Nếu hiện tại phiền não vì những mong cầu xưa kia, đó chính là do bạn đặt quá nhiều kỳ vọng vào sự việc ấy. Ví như người phụ nữ kia, cô kỳ vọng rằng con gái của mình sẽ hiểu và luôn bên cạnh mẹ, đến khi việc không thuận ý lại tức giận và phiền não. Phiền não vốn là chốn con người tự tìm đến. Khi phiền não sinh thì tìm cách tiêu trừ. Khi phiền não này chưa lắng lại, lại sinh tâm ý kỳ vọng, sinh tâm mong cầu vào việc khác. Chính vì những mong cầu là hạt giống của phiền não. Mọi pháp môn tu tập không ngoài thuần hóa sáu thức: thấy không phân xấu đẹp, mũi ngửi không phân thơm tanh, tai nghe không phân lời cao thấp, lưỡi không bị lôi kéo bởi món ngon, thân tịnh thì thân khỏe, ý sáng không sinh vọng tưởng. Giả dụ người phụ nữ kể trên, nếu cô hết lòng vì con, không mong cầu báo đáp, cô đã hoàn thành ý nguyện cho con mình ra môi trường mới. Con cũng đã ở tuổi trưởng thành, tội phước từ đây chính chúng tạo nên. Việc của cô là dành ít thời gian tu tập chuyển hóa tính nóng giận của chính mình, giảm đi tâm vọng tưởng, giảm đi phiền não.
Những bậc làm cha làm mẹ ai lại không mong mỏi con mình thành đạt nên người. Nhưng các vị ngoài 50 vừa mong cầu trong tâm, vừa tất bật lo vật chất bên ngoài. Phải chăng chính các vị đang trả những món nợ cho con cái? Khi các vị hết lòng vì chúng, vì lý do nào đó chúng không đạt thành tích, không đạt thành tích cao trong học tập, các vị phiền não và trách chúng. Khi ấy, nếu ngồi xuống tĩnh tọa để quán xét, có vô vàn pháp môn để ngộ ra. Người mà ta hết lòng, họ không làm theo ý của ta, khiến ta sanh phiền não, là do ta chiều bản thân ta, không phải chiều lòng họ. Các bậc làm cha mẹ muốn con cái thế này, muốn con cái của mình phải như con nhà người ta. Phải chăng là muốn chiều lòng của mình? Con cái chỉ là phương tiện. Và có những người ta giúp, họ không nhận được điều tốt ấy, chính là do họ chưa đủ duyên phước. Các vị ngoài 50, khi con cái đã lớn, các vị vẫn tất bật lo lắng đủ điều cho con. Các vị có thể tĩnh tọa hành thiền và tự hỏi, ta đến với thế gian này vì điều gì? Vì sao làm việc đầu tắt mặt tối? Vì điều gì? Vì ai? Không có nổi những phút giây thanh tịnh, có phải trả những món nợ cho thiên hạ, trả nợ cho gia đình? Những bậc làm cha làm mẹ nên biết, trong mệnh lý có rất nhiều cách cục lá số, phải để cho con cái của mình tự bươn chải, phải để cho con ra ngoài xã hội càng sớm thì mới có thể thành tài. Những cách cục như vậy, càng bảo bọc, càng kè kè bên cha mẹ thì không thể nào thành tài. Hẳn trong vô số các vị xưa kia cũng giống như thế, cũng đã từng xa gia đình, bôn ba vất vả mới có chút công danh như ngày nay. Bậc làm cha mẹ không nỡ xa con cái là do muốn chiều lòng chính mình hơn là lo sợ chúng xa cha mẹ mà không nên người. Một vị gia chủ tâm sự, em mong muốn cho con gái lớn của mình lên thành phố học đại học mà nội ngoại không đồng cảm. Cô dì nói ra nói vào, thế là cả nhà bốn người chúng em cùng lên thành phố sinh sống. Trong nửa năm đầu, do chưa quen môi trường sống, cả nhà trong ngoài thiếu êm ấm. Con gái lớn thì thay đổi cách ăn mặc. Người nhà ở quê xem qua mạng, nói lời vào lời ra. Khải Toàn xin thưa, anh chỉ nên giảm duyên về gia đạo, giảm duyên về công danh. Thay vào đó nên bồi duyên với Phật học. Sau một thời gian đủ chuyên cần, anh chị chỉ cần quán xét hai chữ mở lòng. Chỉ cần ta mở lòng, mọi việc sẽ rộng mở. Nếu anh chị đang phiền não vì môi trường sống là do anh chị chưa thích nghi với chúng. Nếu đang đau khổ vì lời thị phi là do chính anh chị chưa biết dùng phước của tai để nghe như thế nào, của mắt để thấy, của ý thức để phân biệt, thị phi là cỏ rác. Chuyện thị phi ngày nào chẳng có, lời nói là của người ta, tai và ý là của ta. Mỗi ngày chúng ta thức dậy, nhìn vào cây cỏ vạn vật, nhìn vào tất cả những vật xung quanh, vì sao chúng có thể sống tốt tươi ngày qua ngày? Phải chăng vì chúng luôn thích nghi với hoàn cảnh tự nhiên, với môi trường xung quanh? Phong thủy trên cơ bản cũng như thế, giúp người và nơi có từ trường hài hòa. Những loài vật không biết thích nghi, không thích nghi được, chúng sẽ chết hết. Cũng giống như người không thích nghi với xã hội hiện tại, với môi trường ấy, tâm ý không an ổn. Mỗi ngày chúng ta thức dậy, có những người cho ta kẹo, có những người cho ta những hòn đá xấu xí. Khi ấy chúng ta cất giữ thứ gì? Viên kẹo hay hòn đá? Rồi ngày qua ngày, nhận kẹo thì ít mà nhận đá thì nhiều. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta gom hàng trăm viên đá bỏ vào ba lô, mang theo mỗi ngày, mang theo ba lô nặng trĩu để đi làm, đi gặp gỡ, mang cả khi về nhà, thậm chí mang theo cả lúc ăn lúc ngủ. Nếu viên kẹo là những lời chân thiện thì những hòn đá kia là lời bất thiện, như lời thị phi, như những lời nói làm ta tổn thương. Thế tại sao ta lại gom hết những thứ ấy bỏ vào trong tâm, biến tâm trí ta thành chiếc thùng rác không đáy? Vì sao như vậy? Vì ta chấp vào cái
tôi không như vậy mà họ nói tôi kia. Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Chuyện thị phi ngày nào cũng có, nghe hay không là chuyện mỗi người. Viên kẹo hay hòn đá là do người mang đến, nhận và giữ là do ta, không phải do người khác quyết định. Khi tâm tánh dễ sân hận, tập khí nóng nảy, ta gom những hòn đá ấy vào trong lòng, chờ cơ hội để trả thù. Phải chăng chính ta tự biến mình thành một người phản diện trong chính vở kịch của cuộc đời chính ta? Mỗi sáng thức dậy, ta không biết mình đối mặt với những thử thách gì hay đối mặt với những điều lành gì. Nhưng chính chúng ta có thể tự quyết định hôm nay sẽ sống như thế nào. Sống thù hận hay sống an lành? Vì sao phải sống trong tâm trạng phiền não, luôn ôm những hòn đá nặng nề vào tâm trí? Người còn chấp vào cái tôi, của tôi, nhà của tôi, con cái của tôi, lòng tốt của tôi. Đến khi lâm chung không thể xả bỏ, linh quan sẽ trầm tích, khó lòng về cõi lành. Người càng chấp vào vật chất và tình cảm của thế gian, vong linh sẽ không thể rời đi, mãi mãi vấn vương ở cõi trần. Một hơi thở ra không quay về chẳng có gì là của ta. Còn thở là còn phước tức là còn họa, trong phước ẩn tàng họa, họa nương vào phước. Trước kia, ngày mà ta quyết định vào một công ty mới làm việc hay kinh doanh một công việc mới, sẽ có muôn vàn thử thách phía trước. Ngày ta quyết định phải đến thành phố mới, đi sang một nước ngoài, mong muốn có cuộc sống tốt hơn, để làm sao để cho con cái được môi trường tốt, cho mai sau chúng tốt hơn, tức là sẽ có bao gian nan đón chờ. Đến một nơi tươi đẹp là phước, thì vô số họa ẩn bên trong. Chẳng may thất bại, gia đình xung đột, con cái không vâng lời, bao nhiêu họa tới dồn dập, ta đổ lỗi cho số phận. Số phận sẽ bị chi phối bởi âm dương, nhưng không thể lấy đi tâm trí của người biết buông xả. Người biết buông xuống, người biết tùy thuận hoàn cảnh. Người làm ta khổ là do ta nợ họ bao đời trước. Mệnh ta khổ là do ta tạo tác từ đời trước. Dù sống ở đâu, sống với ai cũng xảy ra như thế. Nếu ta không thể trả hết nợ, không thể thích nghi với hoàn cảnh như vạn vật, như cây cỏ xung quanh, thì đời sau ta lại tiếp tục trả. Chẳng phải ta đến với kiếp sống này để học hỏi, để thi và vượt qua. Vượt qua chướng ngại là thi đậu, đậu rồi mới tốt nghiệp. Nói theo nhà Phật, vượt biển mây cập bờ giác. Người làm ta khổ là do ta nợ họ ở đời trước. Bản thân họ tạo nghiệp bất thiện thì họ cũng chính là người đau khổ. Chẳng ai hạnh phúc mà nói lời khó nghe, nhất là người thân của mình. Nếu dùng sự giận dữ, sự thù hận để đối đáp thì nợ chồng nợ, oán chồng oán. Chỉ có sự mở lòng thông cảm mới có thể chuyển hóa những nghiệp quả ấy. Nhường nhịn vì lòng từ khác với nhường nhịn mà uất hận trong lòng. Người khi gặp nghịch cảnh không thể vượt qua, tức không thi đậu, rồi lại tiếp tục gặp nghịch cảnh, giống như một học sinh làm bài đến khi nào đạt yêu cầu mới được lên lớp. Chỉ cần chư vị ngồi xuống thiền định và đi tìm những người có khả năng lắng nghe và cho ta giác ngộ khi gặp phiền não. Chỉ cần ta bình tĩnh, ý sáng sẽ xuất hiện, để tự ta quyết định hôm nay sẽ là ngày như thế nào. Ta nên là hòn đá cứng nhắc hay là nước uyển chuyển để thích nghi? Ta nên giữ lại kẹo hay giữ những hòn đá xấu xí? Từ nay đừng nhìn thấy lỗi lầm của thế gian, đừng soi xét lỗi lầm của người thân. Nhìn đâu cũng thấy lỗi lầm của người khác thì không thể nào thấy lỗi lầm của chính mình. Người biết chí tâm sám hối, tội nghiệp sẽ được tiêu trừ. Ngày ngày dành ít thời gian dưỡng tâm qua các giáo pháp, qua các bài kinh và hành thiền tinh tấn thiền định, sẽ không còn thấy lỗi của thế gian, tức thân thành Phật. Gần đây hai anh chị ngoài 50 ở quận 7 tham vấn Khải Toàn về vận hạn năm tới.
Điều anh chị mong mỏi là cả nhà xuất ngoại, mong muốn mua được một ngôi nhà bên ấy để cho hai cậu con trai được đi học và sinh sống tại Mỹ. Trong mệnh lý nếu có dịch mã là người có thể đi xa hay xa quê hương. Mệnh không có nhưng thời vận 10 năm hoặc 1 năm có thể xảy ra. Ngoài ra có thể áp dụng vài mẹo phong thủy rất đơn giản trong chính ngôi nhà đang sống vẫn tăng khả năng dịch mã ấy, tức khả năng đi xa thay đổi chỗ ở. Dù bạn từ vùng quê lên thành phố, dù bạn được ra nước ngoài sinh sống, dù con cái được học ở trường tốt, liệu những việc ấy có phải là điều tốt lành như xưa kia bạn hằng mong ước? Khi đạt được những mong cầu xưa kia, giờ đây lại phiền não với chính những mong cầu ấy. Là vì sao? Chẳng phải nên vui mừng thay vì phiền não? Chúng ta vốn thường bị sáu thức lừa dối. Sáu thức bị chi phối bởi sáu trần: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trong đó ý thức sinh vọng tưởng, tưởng những điều không có thật. Dù bạn đến vùng mới hay ra nước ngoài, dù con cái có thành đạt hay thất bại, những việc xảy ra chúng không hề nói rằng chúng tốt hay xấu, tất cả là do ta vọng tưởng. Những ngày đầu mong chờ tin mình được xuất ngoại, luôn hy vọng rằng qua bên ấy mọi việc sẽ tốt đẹp. Chính ý thức của ta tự huyễn hoặc ta. Nếu hiện tại phiền não vì những mong cầu xưa kia, đó chính là do bạn đặt quá nhiều kỳ vọng vào sự việc ấy. Ví như người phụ nữ kia, cô kỳ vọng rằng con gái của mình sẽ hiểu và luôn bên cạnh mẹ, đến khi việc không thuận ý lại tức giận và phiền não. Phiền não vốn là chốn con người tự tìm đến. Khi phiền não sinh thì tìm cách tiêu trừ. Khi phiền não này chưa lắng lại sinh tâm ý kỳ vọng, sinh tâm mong cầu vào việc khác. Chính vì những mong cầu là hạt giống của phiền não. Mọi pháp môn tu tập không ngoài thuần hóa sáu thức: thấy không phân xấu đẹp, mũi ngửi không phân thơm tanh, tai nghe không phân lời cao thấp, lưỡi không bị lôi kéo bởi món ngon, thân tịnh thì thân khỏe, ý sáng không sinh vọng tưởng. Giả dụ người phụ nữ kể trên, nếu cô hết lòng vì con, không mong cầu báo đáp, cô đã hoàn thành ý nguyện cho con mình ra môi trường mới. Con cũng đã ở tuổi trưởng thành, tội phước từ đây chính chúng tạo nên. Việc của cô là dành ít thời gian tu tập chuyển hóa tính nóng giận của chính mình, giảm đi tâm vọng tưởng, giảm đi phiền não. Những bậc làm cha làm mẹ, ai lại không mong mỏi con mình thành đạt nên người. Nhưng các vị ngoài 50, vừa mong cầu trong tâm, vừa tất bật lo vật chất bên ngoài, phải chăng chính các vị đang trả những món nợ cho con cái? Khi các vị hết lòng vì chúng, vì lý do nào đó chúng không đạt thành tích, không đạt thành tích cao trong học tập, các vị phiền não và trách chúng. Khi ấy nếu ngồi xuống tĩnh tọa để quán xét, có vô vàn pháp môn để ngộ ra. Người mà ta hết lòng, họ không làm theo ý của ta, khiến ta sanh phiền não, là do ta chiều bản thân ta, không phải chiều lòng họ. Các bậc làm cha mẹ muốn con cái thế này, muốn con cái của mình phải như con nhà người ta, phải chăng là muốn chiều lòng của mình? Con cái chỉ là phương tiện. Và có những người ta giúp, họ không nhận được điều tốt ấy, chính là do họ chưa đủ duyên phước. Các vị ngoài 50, khi con cái đã lớn, các vị vẫn tất bật lo lắng đủ điều cho con. Các vị có thể tĩnh tọa hành thiền và tự hỏi: ta đến với thế gian này vì điều gì? Vì sao làm việc đầu tắt mặt tối? Vì điều gì? Vì ai? Không có nổi những phút giây thanh tịnh, có phải trả những món nợ cho thiên hạ, trả nợ cho gia đình? Những bậc làm cha làm mẹ nên biết, trong mệnh lý có rất nhiều cách cục lá số, phải để cho con cái của mình tự bươn chải, phải để cho con ra ngoài xã hội càng sớm thì mới có thể thành tài. Những cách cục như vậy, càng bảo bọc, càng kè kè bên cha mẹ thì không thể nào thành tài. Hẳn trong vô số các vị xưa kia cũng giống như thế, cũng đã từng xa gia đình, buôn ba vất vả mới có chút công danh như ngày nay.
Bậc làm cha mẹ không nỡ xa con cái là do muốn chiều lòng chính mình hơn là lo sợ chúng xa cha mẹ mà không nên người. Một vị gia chủ tâm sự: em mong muốn cho con gái lớn của mình lên thành phố học đại học mà nội ngoại không đồng cảm. Cô dì nói ra nói vào, thế là cả nhà bốn người chúng em cùng lên thành phố sinh sống. Trong nửa năm đầu, do chưa quen môi trường sống, cả nhà trong ngoài thiếu êm ấm. Con gái lớn thì thay đổi cách ăn mặc, người nhà ở quê xem qua mạng nói lời vào lời ra. Khải Toàn xin thưa, anh chỉ nên giảm duyên về gia đạo, giảm duyên về công danh, thay vào đó nên bồi duyên với Phật học. Sau một thời gian đủ chuyên cần, anh chị chỉ cần quán xét hai chữ mở lòng. Chỉ cần ta mở lòng, mọi việc sẽ rộng mở. Nếu anh chị đang phiền não vì môi trường sống là do anh chị chưa thích nghi với chúng. Nếu đang đau khổ vì lời thị phi là do chính anh chị chưa biết dùng phước của tai để nghe như thế nào, của mắt để thấy, của ý thức để phân biệt. Thị phi là cỏ rác. Chuyện thị phi ngày nào chẳng có, lời nói là của người ta, tai và ý là của ta. Mỗi ngày chúng ta thức dậy, nhìn vào cây cỏ vạn vật, nhìn vào tất cả những vật xung quanh, vì sao chúng có thể sống tốt tươi ngày qua ngày? Phải chăng vì chúng luôn thích nghi với hoàn cảnh tự nhiên, với môi trường xung quanh? Phong thủy trên cơ bản cũng như thế, giúp người và nơi có từ trường hài hòa. Những loài vật không biết thích nghi, không thích nghi được, chúng sẽ chết hết. Cũng giống như người không thích nghi với xã hội hiện tại, với môi trường ấy, tâm ý không an ổn. Mỗi ngày chúng ta thức dậy, có những người cho ta kẹo, có những người cho ta những hòn đá xấu xí. Khi ấy chúng ta cất giữ thứ gì? Viên kẹo hay hòn đá? Rồi ngày qua ngày, nhận kẹo thì ít mà nhận đá thì nhiều. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta gom hàng trăm viên đá bỏ vào ba lô, mang theo mỗi ngày, mang theo ba lô nặng trĩu để đi làm, đi gặp gỡ, mang cả khi về nhà, thậm chí mang theo cả lúc ăn lúc ngủ. Nếu viên kẹo là những lời chân thiện thì những hòn đá kia là lời bất thiện, như lời thị phi, như những lời nói làm ta tổn thương. Thế tại sao ta lại gom hết những thứ ấy bỏ vào trong tâm, biến tâm trí ta thành chiếc thùng rác không đáy? Vì sao như vậy? Vì ta chấp vào cái tôi không như vậy mà họ nói tôi kia. Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Chuyện thị phi ngày nào cũng có, nghe hay không là chuyện mỗi người. Viên kẹo hay hòn đá là do người mang đến, nhận và giữ là do ta, không phải do người khác quyết định. Khi tâm tánh dễ sân hận, tập khí nóng nảy, ta gom những hòn đá ấy vào trong lòng, chờ cơ hội để trả thù. Phải chăng chính ta tự biến mình thành một người phản diện trong chính vở kịch của cuộc đời chính ta? Mỗi sáng thức dậy, ta không biết mình đối mặt với những thử thách gì hay đối mặt với những điều lành gì, nhưng chính chúng ta có thể tự quyết định hôm nay sẽ sống như thế nào. Sống thù hận hay sống an lành? Vì sao phải sống trong tâm trạng phiền não, luôn ôm những hòn đá nặng nề vào tâm trí? Người còn chấp vào cái tôi, của tôi, nhà của tôi, con cái của tôi, lòng tốt của tôi, đến khi lâm chung không thể xả bỏ, linh quan sẽ trầm tích, khó lòng về cõi lành. Người càng chấp vào vật chất và tình cảm của thế gian, vong linh sẽ không thể rời đi, mãi mãi vấn vương ở cõi trần. Một hơi thở ra, không quay về, chẳng có gì là của ta. Còn thở là còn phước, còn phước tức là còn họa. Trong phước ẩn tàng họa, họa nương vào phước. Trước kia, ngày mà ta quyết định vào một công ty mới làm việc, hay kinh doanh một công việc mới, sẽ có muôn vàn thử thách phía trước. Ngày ta quyết định phải đến thành phố mới, đi sang một nước ngoài, mong muốn có cuộc sống tốt hơn, để làm sao để cho con cái được môi trường tốt, cho mai sau chúng tốt hơn.
tức là sẽ có bao gian nan đón chờ. Đến một nơi tươi đẹp là phước, thì vô số họa ẩn bên trong. Chẳng may thất bại, gia đình xung đột, con cái không vâng lời, bao nhiêu họa tới dồn dập, ta đổ lỗi cho số phận. Số phận sẽ bị chi phối bởi âm dương, nhưng không thể lấy đi tâm trí của người biết buông xả. Người biết buông xuống, người biết tùy thuận hoàn cảnh. Người làm ta khổ là do ta nợ họ bao đời trước. Mệnh ta khổ là do ta tạo tác từ đời trước. Dù sống ở đâu, sống với ai cũng xảy ra như thế. Nếu ta không thể trả hết nợ, không thể thích nghi với hoàn cảnh như vạn vật, như cây cỏ xung quanh, thì đời sau ta lại tiếp tục trả. Chẳng phải ta đến với kiếp sống này để học hỏi, để thi và vượt qua. Vượt qua chướng ngại là thi đậu, đậu rồi mới tốt nghiệp. Nói theo nhà Phật, vượt biển mê cập bờ giác. Người làm ta khổ là do ta nợ họ ở đời trước. Bản thân họ tạo nghiệp bất thiện thì họ cũng chính là người đau khổ. Chẳng ai hạnh phúc mà nói lời khó nghe, nhất là người thân của mình. Nếu dùng sự giận dữ, sự thù hận để đối đáp thì nợ chồng nợ, oán chồng oán. Chỉ có sự mở lòng thông cảm mới có thể chuyển hóa những nghiệp quả ấy. Nhường nhịn vì lòng từ khác với nhường nhịn mà uất hận trong lòng. Người khi gặp nghịch cảnh không thể vượt qua, tức không thi đậu, rồi lại tiếp tục gặp nghịch cảnh, giống như một học sinh làm bài đến khi nào đạt yêu cầu mới được lên lớp. Chỉ cần chư vị ngồi xuống thiền định và đi tìm những người có khả năng lắng nghe và cho ta giác ngộ khi gặp phiền não. Chỉ cần ta bình tĩnh, ý sáng sẽ xuất hiện, để tự ta quyết định hôm nay sẽ là ngày như thế nào. Ta nên là hòn đá cứng nhắc hay là nước uyển chuyển để thích nghi. Ta nên giữ lại kẹo hay giữ những hòn đá xấu xí. Từ nay đừng nhìn thấy lỗi lầm của thế gian, đừng soi xét lỗi lầm của người thân. Nhìn đâu cũng thấy lỗi lầm của người khác thì không thể nào thấy lỗi lầm của chính mình. Người biết chí tâm sám hối, tội nghiệp sẽ được tiêu trừ. Ngày ngày dành ít thời gian dưỡng tâm qua các giáo pháp, qua các bài kinh và hành thiền tinh tấn thiền định, sẽ không còn thấy lỗi của thế gian, tức thân thành Phật. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.